Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ. Video này em sẽ giới thiệu cho em về một chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt ạ. Vậy video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt này đang có những gì, thì phép giới thiệu cho em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép đi vào vấn chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 542 triệu ạ. Hiện tại là lý chúng em thì đang bán đúng giá cho em nhá. Với giá đang là 542 triệu đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt này lăn bánh nội đang là 597 triệu. Trả góp thì đang là 171 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 573 triệu. Trả góp thì đang là 148 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 591 triệu. Trả góp thì đang là 165 triệu ạ. Đó chính là phần giá xe và tổng bánh ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể này. Kích thước tổng thể của nó thì đang dài đang là 4m440 nhé. Rộng thì đang là 1m729 ạ, còn cao là 1m460 ạ. Còn chiều dài cơ sở nó đang là dài 2m60 đấy ạ. Còn khoảng sáng gầm xe thì nó đang là 15cm nhé. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới ca lăng này. Mặt lưới ca lăng của nó thì vẫn sử dụng ngôn ngữ của Hyundai, đó chính mặt lưới ca lăng hình lục giác dạng thác nước ạ. Viền xung quanh của nó sẽ được mạ chrome nhé. Và cái mặt lưới ca lăng này bản 2021 này thì mặt lưới ca lăng thì nó to bản hơn rất là nhiều. Nó sát luôn phải từ chân đèn luôn đấy ạ. Đấy. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần hệ thống đèn. Đèn của nó sẽ là đèn halogen nhé, dạng projector đấy ạ. Đấy. Nó sẽ có thêm được, nó chính là có đèn góc chiếu này. Tại sao có đèn góc chiếu như này, để tác dụng gì ạ? Để khi mà mình đánh lái bên trái hoặc bên phải thì tự động cái đèn này sẽ bật sáng lên, giúp cho cái tầm quan sát mình sẽ rộng hơn rất là nhiều ạ. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn gầm nhé. Đèn gầm của nó sẽ là đèn halogen dạng projector đấy ạ. Và kiểu cách thì nó được vuốt nhìn trông nó rất là khác biệt và nhìn trông thể thao rất là nhiều đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần sườn xe của chiếc xe Accent số tự động bản đặc biệt. Thì phần sườn xe của nó thì được dầm nổ rất là nhiều, tạo cho trên chiếc xe nhìn cảm giác nó rất là cứng cáp, chắc chắn ạ, không kém sự sang trọng ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về phần bánh xe nhé. Bánh xe của chiếc xe này thì sẽ là vành đúc hợp kim nhôm. Vành của nó sẽ là vành 16 inch ạ. Màu sẽ là màu bạc xám nhé. Màu xám đấy ạ, màu xám. Nhưng bản này thì em đánh giá rằng của nó không được quá đẹp đâu ạ. Các tính năng an toàn đi theo gồm có phanh ABS này, cân bằng điện tử xe ABD này, hỗ trợ phanh ở cấp BA này. Và rất nhiều tính năng an toàn em sẽ cuối video em giới thiệu cho anh em. Nó sẽ là phanh đĩa cho cả bốn bánh anh em nhé. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu của nó sẽ là gương chiếu hậu cùng màu thân xe nhé. Gương chiếu hậu cùng màu thân xe đấy ạ. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương. Xi nhan trên gương đó chính là bằng đèn LED ạ. Nó sẽ có chỉnh điện và cập điện nhé. Nó sẽ có thêm được chỉnh điện và cập điện đấy ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần tay nắm cửa. Tay nắm cửa là mạ chrome nhé, cho cả bốn cánh cửa đấy ạ. Tích hợp trên đấy là sẽ có nút bấm, đó chính là chìa khóa thông minh ạ. Đó. Đây, tay nắm cửa cho cả bốn cánh cửa của mạ chrome nhé. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần trần xe này. Phần trần xe của nó thì sẽ là trần của nó sẽ là trần có cửa sổ trời nhé, cửa sổ trời đấy ạ. Đó. Anten của nó sẽ là anten vây cá này. Đây, còn đây giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe này. Phần đuôi xe của chiếc xe Accent số tự động bản đặc biệt thì phần đuôi xe của nó cũng được dập lở rất là nhiều, tạo chiếc xe nhìn nó cứng cáp và chắc chắn á. Phần đuôi xe thì giống, nó khá là giống so với cả phiên bản 2020-19. Đấy, là nó cũng tương đối giống nhau. Một số các điểm khác nhau, đó chính là phần cản sau đấy ạ. Cản sau nó sẽ khác nhau nhá. Đó chính là phần lưới thoát gió này, sẽ là vuốt khác hơn này, tạo ra điểm nhấn phần cản sau này. Đấy, và các thanh nẹp chrome. Đó, tạo ra khác biệt nhá. Các tính năng an toàn đằng sau thì có như sau. Đó chính là có cản biến lùi 4 mắt này. 1 này, 2, 3 và 4 ạ. Và có camera lùi nhá. Camera lùi này ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần cốp xe này. Cốp xe của bản này thì nó giống như bản 2020, kích thước hoàn toàn giống nhau nhá. Cốp của nó, cốp rất là rộng đấy ạ. Nhưng mà nhược điểm của cốp
sau của phiên bản 21 này, đó chính là không gặp được hàng ghế thứ hai xuống. Thì khi mình muốn để đồ dài, đồ to thì sẽ không để được. Đó chính là điểm trừ khá là lớn đấy ạ. Còn đây, em mở cho anh em xem phần lốp xô cua nhé. Lốp xô cua của bản này thì sẽ là giống như bốn lốp chính ấy, là đó là vành đúc hợp kim nhôm, vành sẽ là vành màu xám đấy ạ, và vành 16 inch nhé. Ở giữa này là bộ đồ tháo lốp và kính lốp anh em ạ. Đó. Ok, đây em giới thiệu cho anh em về mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Accent số tự động này thì như sau. Đó chính là có ở trong đô thị đó là 8 lít 52, ở ngoài đô thị đi là 4 lít 86, kết hợp trung bình đang là 6 lít 2 nhé. Đó. Ok, giờ em đi sâu vào bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em về nội thất ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe nội thất của chiếc xe Accent bản 2021. Bản đặc biệt này thì nội thất của nó thì khá là giống so với cả phiên bản 2020. Đó chính là nội thất màu be kết hợp với màu đen, tạo ra không gian rộng rãi hơn và không kém sự sang trọng ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần ghế nhé. Ghế của nó sẽ là ghế da, vẫn là ghế da sờ rất là mềm mại và ngồi rất ôm ghế ạ. Và nữa là đó chính là ghế sẽ được chỉnh cơ 6 hướng, nó giống như bản 2020 nhé. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần vô lăng ạ. Vô lăng của bản đặc biệt này sẽ là vô lăng 3 chấu ạ. Vô lăng 3 chấu tích hợp trên đấy đó chính là sẽ là có đàm thoại thành tay này, điều chỉnh âm lượng này. Còn bên này sẽ là cruise control, đó chính là ga tự động ạ. Bản này sẽ là có 6 túi khí anh em nhé. Riêng bản đặc biệt sẽ có 6 túi khí, còn các bản còn lại sẽ là 2 túi khí ạ. Ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về bên cánh cửa. Bên cánh cửa của chiếc xe này thì đó đây, em giới thiệu cho anh chi tiết này. Đây là sẽ là có cụp gương này, điều chỉnh mặt gương cho 4 cánh cửa này. Đó. Còn đây sẽ là khóa chốt cửa nhá, khóa kính này. Ngoài bên là điều chỉnh lên xuống cho cả 4 cánh cửa. Riêng bên ghế lái thì sẽ là lên xuống tự động một chạm nhá. Đó. Ok, giờ em đã sâu vào bên trong để giới thiệu cho anh em chi tiết của chiếc xe nội thất của chiếc xe Accent 2021. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về một chìa khóa thông minh. Chìa khóa thông minh của nó thì sẽ giống như bản 2020 nhá. Bản 21 sẽ giống 20 về thiết kế về chìa khóa. Ok, giờ em sẽ bật on lên cho anh em xem. Đây, điều thay đổi rất là nhiều. Đó chính là bảng đồng hồ táp lô của chiếc xe Accent 2021. Thì bảng đồng hồ táp lô của nó được hoàn toàn là bằng điện tử hết nhá. Hoàn toàn điện tử hết luôn đấy anh em ạ. Rất sang trọng luôn đúng không anh em? Và bộ màn hình này thì nó rất nhiều các thông tin cho anh em nhá. Đây là vòng, đây là công tơ mét này. Đấy, mức nhiên liệu này đã đặt bên này này. Và đây là vòng tua động cơ nhá. Và đây là nhiệt độ nước làm mát này. Thiết kế của nó là ánh sáng đơn sắc thôi, giống như bản trước thôi, không quá nhiều màu mè sắc sảo cả. Nhưng mà nó bằng điện tử, rất sang trọng luôn đúng không anh em? Và rất dễ quan sát luôn cho anh em đấy ạ. Nó có thể điều chỉnh được cường độ sáng nhá, em sẽ chỉnh cho anh xem này. Đó, anh em nhìn này. Đó, điều chỉnh được cường độ sáng nhá, rất tuyệt vời đúng không ạ? Bằng điện tử hết đấy anh em ạ. À, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về điều chỉnh, cần điều chỉnh về ánh sáng á. Nó sẽ có chế độ auto. Auto là gì ạ? Tự động bật sáng khi mà vào trời tối hoặc hầm tối anh em nhé. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về cần gạt mưa. Gạt mưa của nó không có cho chế độ auto nhé. Auto là tự động gạt mưa khi mà trời có mưa. Đó. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em một cái thay đổi nữa. Đó chính là màn hình giải trí. Màn hình giải trí của nó vẫn là màn hình 6 loa. Nhưng mà nó là gì? Màn hình nó to hơn, nó rộng hơn và nó sang trọng hơn rất là nhiều nhá. Cái viền xung quanh nó không phải là màu trắng đâu, nó là màu đen đấy ạ. Đây là em đang nhà máy người ta đã bọc vào để bảo vệ tránh xước sát khi mà giao cho khách hàng ạ. Nhưng viền xung quanh của nó sẽ là màu đen nhé. Đó. Màn hình cảm ứng kết nối có kết nối AUX, USB, Bluetooth, định vị và rất nhiều cái khác nhau mà rất là to và sang trọng hơn rất là nhiều luôn cho anh em ạ. Đó, đây là chỉ đường cho anh em nhé. Bằng hình ảnh và bằng âm thanh đấy ạ. Đây, em giới thiệu tiếp theo là phần phía dưới, nó là hệ thống điều hòa. Điều hòa của bản đặc biệt này sẽ là điều hòa tự động. Điều hòa tự động nhé. Còn riêng bản tiêu chuẩn và bản số sàn sẽ là điều hòa cơ chỉnh tay cho anh em nhé. Điều hòa tự động đấy ạ. À, em giới thiệu cho anh em về phần phía dưới nữa. Đó chính là có, đây là tổ thúc ná này, vẫn vậy nhá. Kết nối USB này, cổng điện 12V nhé. Bản này thì lại không có kết nối AUX. Nó đã bỏ kết nối AUX rồi, bởi vì cái này rất ít sử dụng đến. Kết nối AUX là gì? Nó chính là cái thiết bị ngoài vi đấy ạ. Đây, em giới thiệu cho anh em về phần hộp số ạ. Hộp số của bản này thì vẫn là sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Nó thiết kế thì giống hoàn toàn so với cả bên 2020. Đó. Còn em giới thiệu cho anh em về phía dưới này. Đó chính là có hộp để tàn thuốc lá này. Vẫn vậy nha. Phanh tay là phanh cơ nhá.
Còn đây hộp tựa tay trung tâm đấy ạ. Nó cũng giống như bản 2020 đấy ạ, không có gì khác cả. Đây, em giới thiệu cho anh em về tiếp theo nữa, các cái cửa gió nữa, em không giới thiệu cho anh em các cửa gió. Cửa gió nó đã có sự thay đổi rồi nhá, cửa gió điều hòa này. Nhìn trông nó vuông vắn hơn, nhìn trông nó khỏe khoắn hơn và trẻ trung hơn và sang trọng hơn đấy ạ. Đó. Đây em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu bên trong xe, nó sẽ có sự thay đổi nhá. Đó chính là đây ạ. Đó là chống chói tự động cho anh em đấy ạ. Gương chống chói tự động nhá. Cùng phân khúc như này thì ví dụ như là Toyota Vios chưa hề có đâu anh em nhá. Ok, em giới thiệu cho anh em về trần xe. Trần xe thì nó giống như bản 2020 đấy ạ. Nó sẽ là đây là có 3 chế độ này. Chế độ này là chế độ luôn luôn đóng này, mở cửa từ sáng và luôn luôn sáng nhá. Và có thể mình bấm cơ trực tiếp vào đây ạ. Đằng này sẽ là để tài liệu đăng ký đăng kiểm ở đây nhá. Còn đây là cửa sổ trời này, em giờ em sẽ mở lên cho anh em này, chỉ cần móc lên này. Cửa sổ trời cho hàng ghế đầu tiên nhá. Đó, được chưa ạ? Ok, giờ em sẽ sang hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em hàng ghế thứ hai có gì không ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai của bản 2021 này thì nó giống như hàng ghế đầu tiên. Đó chính là ghế da. Và ghế sẽ là màu be và kết mập màu đen, tạo ra không gian bên trong rất là rộng rãi. Và bản thứ hai, bản 2021 này thì lại có một chút nhược điểm so với bản 2020. Đó chính là hàng ghế thứ hai sẽ không có gập được, không gập được ghế xuống nhé. Không gập được ghế xuống đấy ạ. Và nữa, đó chính là không có tựa tay trung tâm ở đây ạ. Đây sẽ không có tựa tay trung tâm nhé. Đây điểm trừ khá là lớn. Theo em thì nhà máy lên thiết kế đúng không ạ? Gập được xuống mà để đồ sẽ dài hơn, rộng rãi hơn. Thứ hai là cái gập tựa tay trung tâm để cho hai người ngồi sau có cái tựa tay nhìn thoải mái hơn rất là nhiều. Ok, giờ em đi sâu vào bên trong để giới thiệu cho anh em. Đây, đây hàng ghế thứ hai nhá, em cao 1m80 nhá. Chân để thừa gần một gang tay đấy ạ, rất thoải mái và rộng rãi luôn ạ. Trần xe em cao 1m80 thì nó thừa tầm khoảng 3-4 phân thôi ạ, không phải quá cao về trần sau đâu ạ. Nhưng mà ngồi 8m, em cao như vậy thì vẫn được thoải mái, không bị chạm trần nhá. Đây, em sẽ giới thiệu cho anh em tiếp theo nữa, đó chính là có bản 2020, nó sẽ giống 2019, đó chính là có cửa gió cho hàng ghế thứ hai, giúp cho cái điều hòa mình sẽ mát nhanh hơn rất là nhiều nhá. Và nữa đó chính là phía dưới này sẽ là có cổng điện, cổng sạc điện thoại nhá. Cổng sạc điện thoại cho anh em đấy ạ. Đó. Ok, giờ em sẽ quay cho anh em về tổng quan cho anh em về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt. Vì tổng quan theo em sự thiết kế với khung phân khúc hạng B như này thì sự thiết kế của nó, sự các tính năng option của nó mang lại thì em nghĩ là khó có thể lòng một ai có thể chê trách với chiếc xe như thế này được. Thì tại sao anh em không gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình đi ạ, để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhé. Ok, tiếp theo là những động cơ thì có sự thay đổi gì không thì em xin phép được giới thiệu cho anh em về động cơ của chiếc xe Hyundai Accent 2021 ạ. Em giới thiệu cho anh em về động cơ này. Động cơ của chiếc xe Accent số tự động bản đặc biệt này thì nó vẫn sử dụng động cơ của cũ của phiên bản 2019-2020. Đó là động cơ Kappa 1.4 nhé. Với một công suất cực đại của nó thì đang là 100 Nm cho 6.000 vòng trên phút ạ. Còn moment xoắn cực đại nó đang là 132 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút nhé. Còn dung tích bình nhiên liệu của nó đang là 45 lít đấy ạ. Còn đây là chi tiết vào bên trong, sâu bên trong này. Đó, đây chính là nước rửa kính anh em nhé. Còn đây động cơ 4 xi lanh thẳng hàng 1, 2, 3 và 4 ạ. Còn đây cổ hút để lên rất cao rồi. Aqui nó aqui khô và Pinaco nhé. Còn màu vàng này chính là dầu phanh đấy ạ. Ok, giờ em sẽ sang bên tổng thể để giới thiệu cho anh em về tổng thể cũng như là những tính năng an toàn để em giới thiệu cho anh em ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về tổng thể này. Về kích thước tổng thể thì em đã giới thiệu cho anh em về đầu video rồi. Về tính năng an toàn của chiếc xe Accent số tự động bản đặc biệt này thì có những tính năng an toàn như sau. Có phanh ABS này, cân bản điện tử xe ESC này, phân bố được phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA nhé. Và có hệ thống khởi hành ngang dốc này, ổn định thân xe này, chìa khóa thông minh, mã hóa động cơ. Và có kiểm soát được kéo nhé. Phần túi khí thì bản này sẽ là có 6 túi khí anh em ạ. Đấy. Về những màu xe thì bản này sẽ là tổng sẽ là có 6 màu. Gồm có màu đây là màu vàng cát như mình đang xem nhé. Có màu vàng be, màu đen, màu đỏ, màu trắng và màu bạc ạ. Tổng 6 màu cho anh em nhé. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này và những tính năng option của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt của phiên bản 2021. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em để em sẽ giới thiệu về cho anh em toàn bộ các dòng xe của Hyundai cũng như là các hãng xe khác nhau như là Toyota,
Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Ford hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho anh em có sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất. Ok, vậy thì xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.